Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mang đậm chất Hàn Quốc, đó là món canh kim chi hải sản. Vào những ngày thời tiết se lạnh hay là mưa, có một bát canh đỏ au, bốc khói nghi ngút, với vị chua cay đặc trưng của kim chi, hòa quyện cùng độ tươi ngọt của hải sản, thịt ba chỉ béo ngậy kết hợp với vị cay nồng của nước canh. Món ăn này ăn kèm với cơm hoặc là mì tôm thì đúng chuẩn. Để nấu món này thì rất nhanh và đơn giản. Nào hãy cùng mình vào bếp nha. Trước khi thực hiện, mời bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu trước ha. Đậu hũ thì mình sẽ cắt ra làm sáu như thế này. Bạn cắt đậu hũ vuông như thế này thì lúc mà mình nấu sẽ làm cho đậu hũ của mình được dai hơn. Khi mua đậu hũ, bạn nhớ là chọn cái loại xanh chắc và mới ăn sẽ ngon hơn và khi nấu sẽ không bị nát. Mực sau khi mà làm sạch rồi thì mình sẽ cắt khoanh tròn ra như thế này. Thịt heo thì mình sẽ cắt buông ra, chọn phần ba chỉ, ăn hơi mỡ một xíu cũng sẽ ngon nha. Hành tây thì mình sẽ cắt múi cao. Hành lá cắt khúc hen. Nếu như bạn mua được hành baro ăn sẽ ngon hơn nha. Xong phần sơ chế nguyên liệu rồi, mình sẽ bắt đầu đi nấu nha. Cho 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh tỏi băm rồi mình phi lên cho thơm. Món canh kim chi này thì phải có nhiều tỏi ăn mới ngon nha. Tiếp đến thì mình sẽ cho thịt heo vào để xào, xào cho đến khi nào thịt heo được xanh lại. Cho hết cái phần kim chi vào rồi mình xào lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào 2 lít nước. Rồi mình sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh ớt bột. Khi mà nước sôi lên thì mình sẽ cho hết cái phần đậu hũ vào. Mình nấu tầm khoảng 10 phút để đậu được dai và thấm hơn. Cho thêm nấm kim châm, hành tây vào luôn. Khi mà thấy nấm chín rồi thì mình sẽ cho tôm và mực vào. Nấu tầm khoảng 5 phút nữa là tôm mực đã chín rồi. Thêm một chút hành lá nữa nè. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món canh kim chi hải sản rồi. Bạn có thể cho thêm giá đỗ hay trứng nữa nếu thích hen. Hy vọng bạn đã có những giây phút thú vị trong bếp. Nếu bạn thấy thích video, đừng quên like, chia sẻ và để lại bình luận nha.
Chúc các bạn có những bữa ăn thật ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ tới.